Xin chào các bạn, trong video trước thì mình đã nói về cái plugin dùng để xóa tiếng vang của hãng Huawei. Plugin đó chính là Creative VX với một cái bài test liên quan đến thu điện thoại trong một căn phòng mà có tiếng vang. Và lập tức có một bạn ở trong kênh comment là anh ơi, cái con đó không thú vị, và giới thiệu cho mình một cái con là Yogo thú vị hơn rất nhiều, và đặc biệt con Yogo này free. Vậy thì ở trong video này chúng ta sẽ truyền bá cái sức mạnh, cái sự lan tỏa của cái sự chia sẻ này cho cộng đồng của chúng ta bằng cách là chúng ta sẽ test thử cái con Creative VX với cả cái con Yogo đó, nó kiểu như là nó khác nhau cái gì, và nói chung là chúng ta cảm nhận xem là cái nào nó tốt hơn để chúng ta sử dụng thôi. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ vào video này thôi. Ok, phi ve, và bây giờ chúng ta đáng yêu không bạn? Quá đáng yêu luôn. Phải có lúc tôi nói là xinh lắm các bạn. Xinh lắm các bạn. Rồi ok, bây giờ chúng ta loại qua cái sự gọi là xấu xa trong những cái suy nghĩ của những ông đàn ông lớn tuổi như tôi mà đang ế mọt kiếp như tôi, thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái chuyện mà Yogo và CreativeVX. Thì các bạn có thể nhìn thấy đây là một phần mềm Yogo, đây là một Power AI, tức là công nghệ thông minh. Và công nghệ này có khả năng làm gì ạ? Tức là giúp chúng ta loại bỏ tiếng ồn, bao gồm có tiếng ambient. Ambient là tiếng ồn không khí á, bao gồm tiếng noise bên ngoài á. Và thứ hai đó chính là nó có thể khóa được, loại bỏ tiếng vang. Nó không chỉ xóa, nó còn tăng lực lên nữa. Rất là thông minh ở chỗ đấy. Và nó đặc biệt là hoàn toàn miễn phí, để cho các bạn luôn. Vậy thì chúng ta sẽ test qua nhé. Bây giờ giả dụ mình có cái giọng hát, như giọng đọc như này, và bây giờ mình sẽ chuyển nó trở đến độ default đi. Default đây. À, nó có các rất nhiều chế độ là studio rồi silent các kiểu đấy. Các bạn có thể chọn preset ở đây thoải mái. Nhưng mình default là tất cả mọi thứ cân bằng bằng không và tất cả mọi thứ bình thường. Và chúng ta có thể nhìn thấy ở đây đó chính là ambient không khí này. Rồi ở đây có solo, tức là bạn chỉ nghe âm thanh đó thôi. Uầy, đẹp vãi luôn này. Uầy, bật đèn lên sáng ạ. Uầy. Uầy, đỉnh ơi là đỉnh ạ. Uầy, sáng ạ. Thì sẽ có 3 mức là ambient và void, tức là bạn có thể ấn solo để bạn lắng nghe, cũng thú vị chứ. Cái việc mà mình kiểu solo để mình nghe xem là cái phần mình muốn trừ khử nó bao nhiêu ấy, xem mức ảnh hưởng khá thú vị. Ngoài ra có thể mute cái tác động của nó đi. Wow, bây giờ chúng ta nghe âm thanh gốc và mình sẽ vặn thử nhá. Rồi, bây bật cái này lên này. This is gonna be a bold claim, but I think this đây là một căn phòng nó kiểu các bạn nghe thấy âm vang nó rất là bình thường đó. That I have ever put on my body đó, in my entire life. This is gonna be a bold claim, but I think this is the most flattering piece of clothing that I have ever. Đây là tiếng noise nhá, tiếng noise này. Đấy, tăng tiếng noise lên. Đây tiếng noise nền của căn phòng này. Đó, các bạn hãy nghe thấy tiếng xe cộ đi lại các kiểu đấy. Và bây giờ mình có thể loại bỏ tiếng noise đi như thế này. Wow, hoàn toàn có thể đấy. Căn được mức luôn. Flattering piece of clothing that I have ever put on my body in my entire life. This is going to be a bold claim, but I think this is the most flattering piece of clothing that I have ever put on my body in my entire life. Giảm. Có thể căn đến mức giảm luôn. Một chút này đẹp hơn này. Hoặc tăng lên nhiều hơn. In my entire life. This is going to be a bold claim, but I think this is the most flattering piece of clothing that I have ever put on my body in my entire life. This is going to be a bold claim, but I think this is the most flattering piece of clothing that I have ever put on. Uầy. Uầy. Có ông nào chú ý cái việc mà tôi quay lút không? Hay là các ông chú ý hết lên cái màn hình phía trên của tôi? Uầy. Công nhận là đỉnh nha. Put on my body in my entire life. Rất, this rất is going to be a bold claim. Giảm một lượng vừa phải là mình có. Đây là hoàn toàn này. Clothing that I have ever put on my body in my entire life. Vừa phải this is going to be a bold claim, but I think this is the most flattering piece of. Bây giờ mình sẽ thử với cả cái Creative VX này. Xem. This is going to be a bold claim,
But I think this is the most flattering piece of clothing that I have ever put on my body in my entire life. This is going to be a bold claim, but I think this is the most flattering piece of clothing that I have ever put on my body in my entire life. This is going to be a bold claim, but I think this is the most flattering piece of clothing that I have ever put on my body in my entire life. This is going to be a bold claim, but I think this is the most flattering piece of clothing that I have ever put on my body in my entire life. This is going to be a bold claim, but I think this is the most flattering piece of clothing that I have ever put on my body in my entire life. This is going to be a bold claim, but I think this is the most flattering piece of clothing that I have ever put on my body in my entire life. This is going to be a bold claim, but I think this is the most flattering piece of clothing that I have ever put on my body in my entire life. Do, ví dụ mình có thể thấy rằng là đối với con Jogo này, mình có thấy là cái giọng boxy của người ta, tức là cái sự xóa tan đi cái reverb của nó rất là kiểu smooth, mượt, nó giữ lại cho phần cái giọng của mình nó rất là tốt, tức là cái quãng giọng của mình nó rất là ổn, rất là ổn. Trong khi đó đối với con Gravity EVX thì nó hầu như nó xóa toàn bộ, nó quá hát mà nó khiến cho âm thanh của mình nghe hơi chói, tức là nó không tập trung vào cái giải, nó không giữ cái giải của mình ở giữa ấy. Chúng ta sẽ đến một cái mà nó kiểu nó vang hơn rất nhiều ấy, nó vang hơn rất nhiều. What's up guys, welcome back to my channel. My name is Lena, you can follow me on Instagram or TikTok at Lena Belfior, or you can subscribe to me here if you want to see more of me. What's up guys, welcome back to my channel. My name is Lena, you can follow me on Instagram or TikTok at Lena Belfior, or you can subscribe to me here if you want to see more of me. What's up guys, welcome back to my channel. My name is Lena, you can follow me on Instagram or TikTok at Lena Belfior, or you can subscribe to me here if you want to see more of me. What's up guys, welcome back to my channel. My name is Lena, you can follow me on Instagram or TikTok at Lena Belfior, or you can subscribe to me here if you want to see more of me. What's up guys, welcome back to my channel. My name is Lena, you can follow me on Instagram or TikTok at Lena Belfior, or you can subscribe to me here if you want to see more of me. What's up guys, welcome back to my channel. My name is Lena, you can follow me on Instagram or TikTok at Lena Belfior, or you can subscribe to me here if you want to see more of me. What's up guys, welcome back to my channel. My name is Lena, you can follow me on Instagram or TikTok at Lena Belfior, or you can subscribe to me here if you want to see more of me. What's up guys, welcome back to my channel. My name is Lena, you can follow me on Instagram or TikTok at Lena Belfior, or you can subscribe to me here if you want to see more of me. What's up guys, welcome back to my channel. My name is Lena, you can follow me on Instagram or TikTok at Lena Belfior, or you can subscribe to me here if you want to see more of me. What's up guys, welcome back to my channel. My name is Lena, you can follow me on Instagram or TikTok at Lena Belfior, or you can subscribe to me here if you want to see more of me. What's up guys, welcome back to my channel. My name is Lena, you can follow me on Instagram or TikTok at Lena Belfior, or you can subscribe to me here if you want to see more of me. Cái Gravity mình thấy rằng là khi mà cái mức giảm của nó, dù mình đã cố gắng mình tăng nó lên rồi, nhưng mà nó không thể giảm hoàn toàn được cái tiếng reverb. Nó vẫn để lại cái tiếng reverb của giọng, nên là nghe giọng nó chỉ giảm thôi chứ nó vẫn tự nhiên. Trong khi đó thì đối với cái Yogo này, what's up guys, welcome back to my channel. My name is Lena, you can follow me on Instagram or TikTok at Lena Belfior, or you can subscribe to me here if you want to see more of me. What's up guys, welcome back to my channel. My name is Lena, you can follow me on Instagram or TikTok at Lena Belfior, or you can subscribe to me here if you want to see more. Rõ ràng là Yogo chiếm được cái ưu thế, chiếm được cái ưu điểm lên hơn rất nhiều so với cái reverb. Về cơ bản thì cái nói thế nào nhỉ? Đối với một cái tiếng vang hay tiếng noise quá lớn, nếu chúng ta xử lý quá nhiều, tất nhiên cái việc mà nó bị méo tiếng là đương nhiên, cả hai cái đều như vậy. Tuy nhiên cái việc là cái sự tập trung giải tần của cái Yogo, nó khá tập trung vào giải tần cận của cái giải tần giọng nói của chúng ta, và mình cảm thấy là wow, kiểu rất là sạch ấy, rất là sạch. Trong khi đó thì đối với cả cái Creative X thì nó lại kiểu không quá. Thứ nhất, tác động không quá sâu, nhưng lại kiểu tập trung quá nhiều vào cái giải mà hiện diện của giọng, nên là cái phần hiện diện của mình nó bị vừa đanh vừa chua vậy. Rồi khi qua cái video này thì như anh em thấy là có lẽ là tôi sẽ phải khóc ròng nhiều đêm vì tôi đã sở hữu cái plugin này, và tôi đặt quá nhiều niềm tin vào hãng quay plugin, mà hãng quay plugin cho tôi những cái thứ mà tôi quá đau đớn, trong khi Yogo là một cái plugin hoàn toàn free và giúp cho vừa được khử được noise, vừa được khử được cả cái reverb nữa. Wow, không còn gì để phải bàn cái câu chuyện này nữa rồi. Tạm biệt anh em, hẹn gặp anh em ở cái video lần sau. Tôi đã chuẩn bị dây dợ các kiểu rồi, xà gồ xà ghiếc tôi chuẩn bị rồi. Bye bye anh em.
Chả lam buồn lắm. Để ủng hộ kênh, các bạn còn tham gia hội viên, sử dụng dịch vụ và mua các sản phẩm trên kênh. Hiện tại, kênh cung cấp các khóa học từ lý thuyết đến thực hành, thu âm, mixing và mastering, các tài liệu phụ đề tiếng Việt đến từ các hãng nổi tiếng và nhiều sản phẩm khác. Đến với kênh hội viên, các bạn được nhận kiến thức tiêu chuẩn nhất do kênh FPA thực hiện với giá cả phải chăng nhất.